xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến. Hôm nay có hai chuyến bay chở bà con kiều bào, bà con những người Việt mà ở bên đất Mỹ đó, anh chị các bạn, về lại quê hương. Đây là một chuyến bay của nhà nước tổ chức. Cái chuyến bay này mình phải đăng ký. Các bạn thấy đây là một cái phi trường quốc tế của thủ đô nước Hoa Kỳ. Anh chị các bạn biết cái phi trường này thường thì vào những cái mùa lễ dịp cuối năm, những cái lễ lớn như vậy nè, nó rất là nhộn nhịp tưng bừng. Nhưng mà những người mà họ chuẩn bị đi về, đại đa số là chỉ có người Việt mình thôi. Anh chị các bạn thấy cái cuộc hành trình, để anh chị các bạn nhìn đây, có hai chuyến bay đưa người Việt về tổ quốc. Mà anh chị các bạn biết, thấy người ta ai cũng nôn nóng để trở về với quê hương, thấy rất là dễ thương. Các bạn biết những cái nền kinh tế của Mỹ đó, những ngày cuối năm nó rất là nhộn nhịp, nó gần như là suốt đêm suốt sáng. Nhưng mà năm nay tôi nói cho các bạn biết, khi bước vào phi trường, tôi quá cảnh hai phi trường rồi, và đây là cái phi trường chặng cuối để bay về Việt Nam. Nó vắng như chùa Bà Đanh, chỉ có người Việt mình thôi, chỉ có những người Việt họ xếp hàng dài như vậy nè anh chị các bạn. Các bạn biết có những người họ xếp hàng cả mười mấy tiếng đồng hồ rồi đó, để đặng đi về quê hương. Đa số những người trẻ, những người lớn tuổi đây, họ về quê hương. Chứ còn không có thấy những cái người ngoại quốc khác nha. Anh chị các bạn biết đây là hai chuyến bay mà theo cái lịch trình đó, gọi là chuyến bay cứu người Việt của mình về quê á. Cái này gọi là như vậy thì đó đúng hơn. Đây. Rất là nhiều này. Những cái cọc đèn năm xưa nó bỏ nó đi cho nó về. Mà mình lên mà Facebook mình chia sẻ những cái bài của những của Yên Quỳnh Cali, Cali Phượng gì đó, Phượng Cali gì đó, mấy thằng chống cộng bên Mỹ nó chửi mình te tù. Anh chị các bạn thấy đây là một cái quầy đó, của những cái nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là cảng hàng không quốc tế mà của thủ đô nước Mỹ, Washington DC. Nó vắng như chùa Bà Đanh anh chị các bạn. Chưa bao giờ tôi thấy cái nền kinh tế Mỹ của những ngày cuối năm nó tệ như vậy. Điều này đã làm cho tôi cảm thấy năm 2021 kinh tế Mỹ nó không có gì gọi là tốt hết á. Rất là nguy hiểm anh chị các bạn. Tại vì tôi làm ăn bên này tôi biết, tôi để ý cái đời sống của người dân Mỹ khi mà họ hoạt động sầm uất á. Nhất là hai cái tháng, cái gọi là cái mùa lễ, hai cái tháng cuối năm, tháng 11 và tháng 10. Mà năm nay thấy thê thảm thiệt. Tôi đi qua hai phi trường rồi, chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng. Anh chị các bạn xếp hàng dài, có người họ xếp hàng cả chục tiếng đồng hồ rồi đó. Ý là tôi qua đây từ hồi sớm để chờ, mà tôi còn đứng tú cái dưới này đó anh chị các bạn thấy không? Chỉ có người Việt mình không, họ xếp hàng lũ lượt nhau, họ vừa nghe cái quầy mở cửa để chuẩn bị mà làm giấy tờ cho hành khách này. Khi cái số hai chuyến bay này sẽ đi về Đà Nẵng, cách ly ở Đà Nẵng, mình sẽ cách ly ở Đà Nẵng xong rồi mình sẽ đi về lại Tiền Giang. Cũng phải nói là rất là vui. Cái chuyến đi này nó rất là lạ, nó làm cho mình cảm thấy rất là hồi hộp, cảm thấy rất là vui. Nó có cái gì đó nó hớn hở, mặc dù vất vả nha. Phải nói là cái chuyến bay này đi rất là vất vả, chứ không phải như là những cái chuyến bay thương mại thường nha anh chị các bạn. Xin lỗi, mình để cái alarm á, cái báo giờ
để báo giờ, để đặng mình lỡ như khi mình ngủ quên hay gì mình xuống máy bay không kịp, đồng dễ sợ luôn. Người Việt không anh chị các bạn, hai chuyến bay lận đó, một chuyến này với một chuyến 10 giờ mình đi chuyến sớm nhất, xong rồi sẽ về Đà Nẵng hết, đông dễ sợ mẹ. Thôi mình like tới đây nha, để anh chị các bạn thấy người Việt của mình khi mà quê hương đất nước có biến thì họ bỏ đi hết, nhưng mà khi xứ người ta có biến động thì kéo nhau về quê hương. Bởi vậy ở trên đời này nó không có cái gì mà nó tuyệt đối anh chị các bạn thấy không? Đây. Có nhiều người mình ngồi mình nói chuyện lúc đi thì hớ hở tưởng đâu là qua Mỹ là sẽ lên được thiên đàng, có nhiều đứa đi qua học bây giờ thấy hỡi ơi nó cũng quay trở về anh chị các bạn, tốn biết bao nhiêu tiền của qua Mỹ học mấy năm trời giờ đâu có kiếm công ăn việc làm được đâu. Mùa Covid này ngồi ở nhà không mà đi qua này du học, hỏi anh chị các bạn học hành mà du học tốn tiền tốn bạc biết bao nhiêu tiền, cuối cùng giờ phải lặn lội trở về quê hương uổng ghê. Thay vì mình có cái số vốn đó mình học kiến, có cái kiến thức ở trong nước đi, rồi sau này mình giỏi lên rồi mình đi tác nghiệp, mình làm cho công ty, mình làm mà mình giỏi bao nhiêu đổ tiền của các bạn thấy. Bởi nhiều người cái vấn đề du học của Việt Nam, hôm nào tôi có thời gian tôi sẽ chia sẻ phân tích để anh chị các bạn thấy phí phạm. Họ không có vì cái nhiều những người mà phụ huynh đâu vậy, họ có nhiều tiền lắm của họ chỉ muốn cho con họ đi du học, và họ nghĩ rằng đi du học con cái sẽ có được một cái đời sống tốt hơn. Nó không như mơ anh chị các bạn, tôi nói thật nó không như mơ. Trong cái chuyến bay này nhiều đứa sinh viên học sinh rất cũng nhiều lắm chứ không phải lỡ đâu, tôi ngồi tôi thấy tụi nó nói chuyện đồ, có đứa nó học giờ năm thứ ba cũng lỡ dở rồi. Mùa Covid, trong khi đó những cái biến động về chính trị kinh tế của nước Mỹ bỏ hết, các bạn thấy không? Mày ơi tốn tiền tỷ. Tôi nói nếu mà ở Mỹ mà học 3 năm trời mà đại học, tôi nói giá chót gì cũng phải gần 200.000 đô chứ không ít. 200.000 đô giờ ở Việt Nam gần 5 tỷ rồi, trong khi đó mình đầu tư Việt Nam rồi mình học hành, sau này có cái cơ ngơi cuộc sống ổn định rồi mình đi nước ngoài mấy hồi. Bởi vậy có nhiều khi những cái mà người Việt mình họ tính toán, có những cái tôi thấy họ không có nhìn vào cái thực tế. Tôi lấy làm tiếc, bởi nhiều khi tôi hy vọng tôi sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ dành một thời gian để chia sẻ về những cái vấn đề mà du học mà mình đi ra nước ngoài mình để mình tìm cơ hội, phải suy nghĩ cho chín chắn. Tôi nói anh chị các bạn, tôi đến nước Mỹ này tôi sống và tôi biết, tôi muốn chia sẻ những cái gì đó nó hay để những người khác họ không có bị vấp ngã. Có nhiều người bỏ hết tài sản quê hương sự nghiệp anh chị các bạn, ở trong nước ăn nên làm ra, người hầu kẻ hạ, nhà cửa, muốn đi chơi thì đi, muốn nghỉ là nghỉ, muốn làm thì làm. Tôi về tôi thấy mèn ơi, ham qua Mỹ, ham qua được Mỹ. Tôi về có nhiều khi tôi hỏi ủa cái anh hai chồng anh đó lâu rồi đi qua Mỹ rồi, nó đi hồi nào cũng hay, đi mới có năm mấy tháng là nó chèn ơi thôi tiêu rồi, qua nhập cái nhầm cái lúc mà mùa Covid nữa, dẫn con dẫn cái đi bán nhà bán cửa qua xứ người ta làm. Anh chị em có bạn thấy dạo này có rất nhiều người Việt ở bên Mỹ họ quay về những cái đời sống ở bên Mỹ, đâu phải dễ ăn đâu, nó không có dễ đâu. Nhiều khi cái số người thành đạt tôi nói chị các bạn rất là ít, còn đại đa số thì họ chỉ làm lao động phổ thông thôi, mà hỏi chứ bỏ hết quê hương qua bên này mình phải
đi làm cu ly cho người ta, man, giống như là lên voi xuống chó. Bởi vì nhiều khi nó phũ phàng, nhiều khi tôi lên này tôi chia sẻ, tôi bị tụi nó chửi, mấy cái tụi mà nó cuồng Mỹ á, nó chửi. Tại vì nước Mỹ nó giống như là một cái thần tượng của đại đa số người Việt mình. Họ thần tượng ghê gớm lắm. Nhìn những cái hào nhoáng bên mà tôi nói chị, mà tôi quay một vòng phi trường hay bên ngoài, nó màng ôi, nước Mỹ nó to, nó lớn, nó đẹp, xe cộ. Nhưng mà cả một vấn đề, hiện nay chính trị, kinh tế nó bất ổn dã man luôn. Hỏi chứ những cái phi trường quốc tế như vậy mà nó vắng điều hưu, nếu mà không có cái chuyến bay của người Việt như thế này, tôi nói gì các bạn, quán xá tiệm lúc trước nó bán buôn sầm bút, nó mở cửa, nó mở cửa 24/24 luôn. Mà hỏi chứ bây giờ mà nãy đói bụng phải đi kiếm chỗ mua đồ ăn, phải đi xa xa mới có, tại vì người ta đóng bán ế, người ta đóng cửa, người ta đóng cửa chứ, toàn là người Việt không anh chị không đó, toàn là người Việt không, kéo nhau về quê hương. Thôi mình like tới đây nha anh chị các bạn. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye. Hẹn gặp ở bôi nhà.